Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đặng. Hôm nay cửa hàng mình sẽ làm một cái video này để trước tiên là để xin lỗi mấy anh em ha. Thì hôm qua giờ mình làm cái video này hàng hot anh em ha, giá rất là hấp dẫn, qua giờ bán cũng khá là nhiều. Thì cũng chúc mừng là những anh em nào đã lên cái đơn hàng trước đó ha, cũng khá là nhiều anh em nhận được rồi ha. Nhưng mà từ khi mình phát cái video này á thì bảo đảm với anh em á là cái giá nó đã thay đổi rồi nha anh em. Hãng nó cũng mới thông báo với mình lại á là cái giá này là 2.970.000 một bộ ha. Đó thì ngay thời điểm này anh em nào mua á, là 2.970 nha, chứ không còn 2.370 nữa nha. Đó, và những anh em nào mà đã nhận hàng trước đó thì vẫn giữ giá cũ cho anh em ha. Thì bên mình á, thì hôm qua mình về số lượng nhiều lắm anh em ha, mình về là tổng cộng hết luôn là 35 máy. Cho đến hiện tại bây giờ khi làm cái video cho anh em á, là mình chỉ trả về cho công ty, không phải trả nên anh em mà tính theo áp giá mới là chỉ có 8 máy thôi ha. Là anh em biết, và anh em biết mà biết hồi, hồi sáng sớm á, chỉ có mấy phút ta mà đi mười mấy con, có nghĩa là cái mức độ mà hot đến đến mức độ mà sao ta, mấy anh em bán không ngờ tới. Trưa nay thì phía công ty có xem một cái video mình review á, mình chỉ ra cái bất cập ở chỗ là tại sao rẻ vậy. Bình quân anh em mua cái thân máy này hai pin một sạc thì nó là 2.270 rồi, tại sao thêm cái thân máy này mà có 100.000. Thì hãng nó coi lại cái vấn đề đó và hỏi lại phía bên xuất nhập khẩu á, thì họ báo là xả giá. Do vậy á, thì những anh em mà đặt trước mình á, thì ok, anh em đó thì được 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 mua giá tốt ha, cũng chúc mừng mấy anh em đó. Còn kể từ sau cái video này ha, những anh em nào mua thì vui lòng thanh toán là 2.970 nha, 2.970.000. Và mình cam kết với anh em luôn, không có anh em nào mua được kể từ bây giờ dưới cái giá 2.970 đó. Còn những anh em đặt hàng trước đó thì thôi ha, mình vẫn giao đầy đủ cho anh em, không có thiếu anh em nào đó, cũng không có thu thêm tiền hay như vậy ha. Anh em nào vẫn vui vẻ nhận nha. Thì trước giờ anh em đặt thì sáng giờ thì ok, mình vẫn ship theo giá cũ, thì cái đó mình xin hãng, do hãng nó sai thì nó chịu thôi ha. Lỗ hơi bị nặng đó anh em, nghĩa là 2.370 bây giờ tăng lên 2.970 là chênh lệch nhau 600.000. 600.000 cho gần số lượng 29 con. 29 con từ ngày hôm qua tới giờ bán là anh em biết 29 con là lỗ bao nhiêu tiền, mấy chục triệu luôn, mười mấy triệu anh em ơi, mười mấy triệu đó. Ok nha, thì bảo đảm với anh em giá mới bây giờ là 2.970 và không có giá 2.370 nữa nha anh em, và không có giá 2.370 nữa. Hãng đã gọi điện cấp tốc gửi qua cho mình luôn, thì xin đính chính lại, thông báo lại ha, để anh em nắm rõ nha. Còn những anh em mà đặt hàng trước á thì ok, từ sáng giờ vẫn giải quyết cho anh em đầy đủ. Ngay từ lúc này thì mình sẽ nhận cái đơn hàng 2.370 và bắt buộc bán bao này theo giá của hãng là 2.970 nha anh em á, 2.970 cho bộ này đó. Một máy hai pin một sạc, bộ quang bắn dít, hôm qua mình review kỹ rồi. Nhưng mà khoan, hôm qua anh em nào mà chần chừ thì chưa mua thì mất 600 ngàn rồi đó. Ok ha, rồi anh em thông cảm giùm nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.